Tetrahedron, hệ thống tác chiến điện tử bé hạt tiêu của Nga khiến Ukraine run sợ. Tetrahedron hay tứ diện là hệ thống tác chiến điện tử nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ của quân đội Nga. Nó được phát triển bởi tập đoàn Kuret với mục tiêu chống lại tất cả các loại máy bay không người lái tự sát FPV hiện đại, cũng như vô hiệu hóa các hệ thống điện tử của đối phương, bao gồm cả radar, hệ thống liên lạc và hệ thống định vị vô tuyến. Không giống như nhiều hệ thống tác chiến điện tử phổ rộng, tetrahedron chế áp điện tử ở tần số 400 đến 500 msz vốn thường sử dụng để điều khiển máy bay không người lái phổ biến. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể mở rộng tần số chế áp lên tới 5.900 msz khi cần thiết. Theo các nhà phát triển, nguyên tắc hoạt động của tetrahedron là ngăn chặn các kênh điều khiển máy bay không người lái bằng cách gây can nhiễu và ngắt kết nối giữa các thiết bị và trung tâm điều khiển. Tùy theo cấu hình, hệ thống Tetrahedron có công suất từ 100W đến 450W và khả năng ngăn chặn máy bay không người lái trong phạm vi từ 40 đến 500m. Được thiết kế theo dạng mô đun hóa nên Tetrahedron có thể lắp trên nhiều loại phương tiện khác nhau. Toàn bộ hệ thống chỉ nặng từ 10 đến 40kg và sử dụng nguồn điện từ 12 đến 24V. Điểm đặc biệt của Tetrahedron chính là giá thành rất rẻ, chỉ từ 230.000 đến 515.000 rup, tương đương từ 2.500 đến 5.500 đô la Mỹ, nên rất phù hợp để trang bị đại trà trên tiền tuyến. Trong quá trình thử nghiệm và thực chiến tại Syria và Ukraine, Tetrahedron đã chứng minh hiệu quả chế áp điện tử thực tế. Nó đang liên tục được nâng cấp dựa trên những kinh nghiệm chiến đấu tại chiến trường Ukraine.